Ơi, kinh dân miền Tây xin kính chào quý bà con. Chú quý bà con, hôm nay em ra clip này á, muốn nói gì cho bà con nghe là cách mà giữ nước hiệu quả trong điều kiện mưa bão nha bà con, để giúp hạn chế độ ngã nha. Đây, hiện tại thì lúa của em đang cũng nếp của em cũng đang sạch nha. Nếp nha, nếp thì bà con cũng biết rồi, nếp thì cây nó rất yếu luôn. Đây, nếp của em sạch đây. Không, sạch mấy lỗ nha bà con. Tại vì hai cơn bão quá trời mạnh này. Ê, không phải hai cơn mưa, xin lỗi bà con, hai cơn mưa mà dông quá dông luôn. Và nhưng mà của em sập nó khác hơn người ta. Sao, tại sao khác, để em nói cho bà con nghe. Đây, đất của em đang còn giữ nước đây bà con, tại vì mới nắng được hôm nay à. Con thấy nè, còn chỗ lúng nè, đó nè con, lúng nè, chưa nhan đồ gói nè, nè sình nè bà con, chứ không phải ấy nè, nè lúng nè. Ừ, con coi nè, mình vô cho con coi à, chứ không có nói dốc đâu nè. Đó, đất em vỡ lúng vậy nè, ngang nào có vậy đó mà nói sao không sập. Tại vì mấy chỗ cứng thì đây, mấy chỗ là nó cứng mà nó cứng cũng không có ấy nha, chứ không phải mà nó cứng mà người ta. Đây bà con, đây em lại đứng ở chỗ cứng cho bà con xem, nhưng cái chỗ mà không có sập quá nè, nó cũng nửa nửa đầu cối gì đó, đúng không mà, nhưng mà nó ấy, tại vì mấy cái chỗ này nè bà con, nó không có chân, nó bụng bụng không à. Tại vì đất mà que đất này em mướn rồi à, người ta xả chảy á, nên nó xả chảy á bà con, rồi vừa cắt rồi đốt gom không được luôn, rồi trời mưa đốt gom không được, nhưng mà mình chờ chờ nắng để đốt gom thì nó chảy quá nè bà con thấy nè, nè gùng ginh luôn á, gùng ginh đất theo luôn á, tại vì nó bụng bụng không à nè, bà con thấy nè đó. Ừ, mà nó sập có cái là nó sập khác nha bà con, tại vì em giữ nước á, là để giúp hạn chế độ ngã. Là tại sao như hồi hồi mùa trước em có làm cái video á, là mùa này em sẽ nói lại cho con, là bà con giữ nước á là khi đây nè, khi có nước như nè là dông á, này có nước như nè dông á thì nó ngã cái lúa như nè, nó ngã cái lúa như nè bà con, thì đất thì nước này nó sẽ chịu luôn một phần là nó đỡ sập. Mà nếu có sập á thì bà con thấy nè, nếu có sập á là nó nằm nha, nó không có sập tới dưới nước, em bà con thấy không, lúa của em là không có tập sập tới dưới nước, nghĩa là không phải, nghĩa là gọi là không có sập sát các bà con. Em đi vô nè, càng vô chỗ càng lúng, em vô mấy cái chỗ lúng em quay cho bà con xem luôn nè, đó nè nè, nó cháo không mà bà con nè, thấy không, nó cháo không mà, chứ không phải là ấy. Rửa bà con ơi, rửa cái bông này bà con thấy nè, thấy không, nó không có sập sát nè bà con thấy đâu, đâu sập sát đâu, nó ngóc lên nè nè, tại vì khi mà em giữ nước á là nó ngóc lên, nó quỳ gối lại gì nè bà con, này cái chân cái này nè nè, cái chân mấy cái chỗ này là nó sẽ ghẹ, nó bẻ cò lên, nó bẻ cò là nó ngóc lên nè bà con thấy nè, nó bẻ cò nó ngóc lên gì nè, nó bẻ cò cong là nó ngóc lên nè, không, nó ngóc cái cây bông lên gì nè. Bà con hiệu quả cái giữ nước là gì đó. Bây giờ em nói cho bà con, nếu bà con thấy hợp lý á, thì bà con cho em một lượt đăng ký và video, một lượt đăng ký và một like. Đây em nói cho bà con, ví dụ mưa hoài bà con tháo nước ra và để bà con sợ sập á, đang chờ mưa bà con sợ sập bà con khai nước qua. Bây giờ nè, bà con mưa hoài bà con khai á thì cái chân bà thì bà con cũng đâu có khô được đâu, đất của bà con cũng đâu khô được, đúng không? Tại sao? Tại vì mưa hoài bà con khai cỡ nào nó cũng đâu khô, vừa ấy là khô, vừa khô mặt á là mưa mưa tới hoài thì đâu khô được. Thì bà con nên giữ nước lại, khi nào bà con thấy nắng một hai ngày, đảm bảo thấy nắng một hai ngày bà con mới khai ra. Này nghe em nè, thấy không nè, nó quỳ hai khớp luôn á nè, nó quỳ một khúc này đây, cái cây này nè em nói cho bà con nghe, quỳ khúc này nè đó, khúc này là đụng nước nè bà con, lại quỳ nè, lên đây cái nó quỳ một cái nữa là cái bông lúa nó ngóc lên. Dạ, còn thấy không? Không, không có sập tới nước đâu bà con. Nhưng mà em khai nước ra thì mấy cái chỗ này nè, nè mấy cái chỗ này nè là nó lúc có dưới lần. Nhưng mà khai nước ra thì là bông lúa nó ngóc lên lợi liền. Nó không có đụng nước là bởi vì nó không có được là nó không có lên mọng nữa. Nếu mà còn mà bữa hôm mà em mà khai nước á là gọi sập lép tới đất luôn. Từ khi là mấy cái chỗ nào mà nó gò nó nước
cái nước mà không có ấy được á, nó không có đỡ nổi, đỡ được á là nước xếp xếp á, gọi là nước xếp xếp á bà con, thì chỗ đó nó mới sập sát thôi. Mà chỗ em thì sập mấy lỗ thì không có sát, nó vậy không đó bà con. Lúa nếp mấy chỗ này bù hầm ở trong này dậy ra luôn bà. Sao chỗ ra thì gỉnh nha, nó thì bà con thấy nè, nước còn nè, tại vì nắng được hôm nay, để em coi là mai mai mốt còn nắng không. Nếu mà mai mốt mà còn nắng thì một ngày hai ngày nữa là em khai bỏ nè. Mấy chỗ này cũng vậy nè bà con nè, thấy không nè, nó cũng đang quỳ gối lên, thấy không? Chứ bà con yên tâm, đừng có sợ mãi, đừng có sợ mà mưa cái rồi. Tại vì nhiều bà con á, thường là hồi mình làm theo cách hồi xưa á, là mình vừa thấy mưa bão cái mình tóc ca, cái vừa dứt mưa cái là mình mặc nó mưa cái mình đem đi khai nước liền, là cái đó dở lắm. Cái đó là lúc kia thôi bà con ơi, lúc kia là tại vì đất mình làm hai vụ á, là nó có còn cái chân nó cứng lắm, cái chân đất nó cứng rồi có chắc phù sa, nó đất nó rễ nó bám mạnh lắm. Còn bây giờ á, mình làm xong cái vừa ấy có nửa tháng cái mình sớm mình xạ ra liền, chứ nó bể chân đất hết trơn à đó bà con. Thì cái em nói chung bờ được trước cái em làm cái video cái mẹo kia thì nhiều người ta vô ta kích động ta nói ăn cắp quân này người này quân kia, không có đâu. Em làm sao thì em chia sẻ cho bà con vậy, chứ không có ăn cắp của ai hết trơn. Ví dụ nếu mà ăn cắp mấy người đó sao, tại sao biết không? Mỗi người mỗi ý bà con ơi, làm mỗi người mỗi ý rồi có rút kinh nghiệm khác nhau. Hay ví dụ đó bà con thấy nè, không mấy khúc này quỳ gối nè, nó quỳ gối mà nó ngóc lên luôn nè, nó nha nếu không cái video em làm em luôn chia sẻ cặn kỹ cho bà con, sợ bà con làm mà không đúng rồi thiệt hại cho bà con, nên em mới làm video cặn kỹ cho bà con luôn. Thấy không, bà con cứ ngư đang mưa bà con cứ ra giữ nước lợ, bà con thấy mà mưa bà đài kia mưa bão hoài á thì bà con cứ giữ nước lợ, thì nào hết mưa 1-2 ngày hé nắng thì bà con khai ra. Nếu mà còn cách mà quản lý tốt cái nước á, nước mà giai đoạn mà chín chỗ chín á thì bà con cứ lạc sẹt, bà con bơm nước vào xịt thuốc xong bà con cứ giữ nước lợ, khi nào mà chỗ đều lúa chỗ đều bà con xịt thuốc suốt xịt thuốc xong là để giữ nước lợ tới khi chỗ đều bà con để có nước để xịt á, xịt xong cái cử chỗ đều là bà con tháo nước ra, tháo nước bỏ, là đến khi mà cong thì bà con cứ bơm nước vào là vậy đó. Như là hai cử, cách một cử mình bỏ một cử nước gì đó bà con, để cho ví dụ như là chỗ đều bà con xịt là dài bữa, nó là cỡ 5 bữa hoặc 7 bữa là nước là nó sẽ cong, lúa nó sẽ cong, lúc đó mình sẽ bơm nước vào là mình xịt thuốc vô gạo là cho nó hút nước lên, không? Còn cái cử chỗ đều thì tại vì cái cử chỗ sẹt á, mình bơm nước vào là để cho lúa nó hút nước dinh dưỡng, là để cho nó chỗ nhanh chỗ thoát gì đó bà con, thường là ông bà người ta làm gì đó, không mình em thì quản lý nước vậy đó bà con ơi. Chỗ đặt sẹt thì bơm nước vào, khi mà tới chỗ đều thì khai nước ra, xịt xuống vừa xịt xong là tháo nước bỏ luôn, tới khi mà cong thì bơm nước vào, có khi là giữ tới gần đổ đuôi mới khai bỏ, hoặc là xịt vài bữa rồi khai bỏ cũng được, xịt vài bữa khai bỏ rồi vài bữa. Như là bà con cứ tháo nước ra cho đất nó khô 3-4 bữa là bà con phải bơm nước vào, như là cây nước nó cần nước là ngay chỗ đó đó, cách 3-4 bữa là gì đó bà con. Còn đất nào mà khai nước mà khá lâu quá thì bà con cứ cách một cử bà con khai giống mình em vậy đó thôi. Em chỉ nói ngắn gọn thôi bà con thôi. Chúc bà con nhiều sức khỏe lúc chúng mùa thu nha, chào bà con.